Tại Đà Nẵng, chiều ngày 24 tháng 4, đoàn chư tăng và Phật tử chùa Pradhamakaya, Thái Lan đã đến thăm chùa Tam Bảo, ngôi tổ đình Phật giáo Nam Tông tại miền Trung. Trong buổi tiếp đón, Hòa thượng Thích Pháp Cao, thành viên Hội đồng chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, gửi lời thăm hỏi và chào mừng sự quang lâm quý báu của phái đoàn Phật giáo Thái Lan. Đại đức Thích Pháp Hiếu, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Ủy viên Hội hữu nghị Việt Nam Thái Lan thành phố Đà Nẵng, trụ trì chùa Tam Bảo, đã giới thiệu về lịch sử ngôi chùa nơi lưu giấu nhiều kỷ niệm do hoàng gia Thái Lan dân cúng như hai tủ kinh sách Tam Tạng Bali Thái, bộ bàn cúng lễ Tam Bảo, pháp tọa sơn son thép vàng và tấm bia kỷ niệm của quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej dân y Kathina tại chùa năm 2010. Đặc biệt nhất là tàng kinh Lá Buôn là những bài kinh vấn đáp giải pháp cho hoàng gia Thái Lan do Đức trưởng lão Hòa thượng Giới Nghiêm, sư tổ Khai Sơn mang về Việt Nam. Tàng kinh Lá Buôn Bali Thái là do hoàng gia Thái Lan dân cúng được bảo quản tại chùa Tam Bảo từ năm 1953. Đến nay, dù đã trải qua gần 100 năm nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Chuyện rất là hay, và ở chùa Tam Bảo là có cái một cái kinh viết bằng cái lá buông. Kinh viết bằng cái lá buông này là sắp 100 năm rồi. Lúc đầu mình cũng nghe, rất là bất ngờ. Từ đâu mà có? Hỏi do ngài Hòa thượng Giới Nghiêm được hoàng hậu tặng cho ngài từ lâu rồi. Sau đó là mình cũng thấy là vui và rất là cảm động. Khi mình viết cái kinh vào cái lá buông này, là thứ nhất là nó có cái lá này là dài, và khi mình giữ lại nó sẽ để lâu, 100 năm 200 nó cũng không bị tan, bị hư hết. Và cái này là làm cho nhiều người khi ta kiến trọng với ai, ta sẽ tặng cái kinh bằng cái lá buông này cho người mình kiến trọng. Và mình không nghĩ là từ sắp 100 năm rồi là mối quan hệ Việt Nam và Thái Lan là có mối liên hệ rất là tốt đẹp với Việt Nam Thái Lan nói chung, nhưng mà đối với Phật giáo Nam Tông nói riêng, cái này là mình hay cảm thấy vui. Chuyến thăm với mục đích tăng cường thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị thân thương giữa Phật giáo hai nước. Những kỷ vật tâm linh Phật giáo Việt Thái xưa đã đem đến cho các bạn Thái Lan sự cảm mến, gần gũi, yêu thương đất nước Việt như trở về ngôi nhà Phật giáo tại quê hương. Mến chào các bạn, chúng tôi là Phật tử đến từ Thái Lan. Hôm nay chúng tôi rất hạnh phúc khi đến chùa Việt Nam. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến chùa Tam Bảo, thành phố Đà Nẵng, làm lễ cúng dường. Tôi biết ơn thầy trụ trì và quý sư đã tạo duyên lành phước báo cho chúng tôi cúng dường xá lợi Đức Phật, Pháp Y, Mật Ông, tứ sự đến chư tăng, thật vô cùng hoan hỷ. Dịp này, trong niềm hoan hỷ an lạc thiền định và thiền hành, chùa Dhammakaya đã cúng dường đến chư tăng chùa Tam Bảo xá lợi Phật, các pháp y và 200 ngọn đèn ánh sáng Phật Pháp để thắp lên diễu hành mừng lễ Phật Đản Vê Sắc 2567.